Thưa quý vị, sau hơn 10 ngày bị chia cắt hoàn toàn, đến thời điểm này, tuyến quốc lộ 15C, đường giao thông huyết mạch nối huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa với các địa phương khác đã được thông xe tạm thời. Ngoài việc hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết, dọn dẹp lại nhà cửa, địa phương này cũng đang tích cực tìm chỗ ở mới để chuyển các gia đình đang sống tạm trong các nhà tập trung đến xây dựng nhà cửa. Ghi nhận của nhà phóng viên VTC14. Gần 2 tuần sau cơn lũ dữ, bản Pọng, xã Tam Trung, huyện Mường Lát vẫn hoang tàn, ngổn ngang bùn đất. 115 ngôi nhà đã bị đổ sập hoàn toàn, 296 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đã được chuyển đến các khu nhà tập trung. Dù tạm thời được cấp lương thực thực phẩm và hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt cần thiết, nhưng những người dân này vẫn mong mỏi sớm được chuyển đến khu tái định cư mới. Hiện tại nhà cửa, cơm gạo mất trắng, không còn một cái gì cả. Cuộc sống rất khó khăn, vất vả, không biết như thế nào. Gia đình được xã Tam Trung, huyện Mường Lát đưa ra ở tập trung ngoài đây tạm thời. Giờ chỉ biết trông vào đảng, nhà nước quan tâm hỗ trợ từng ngày một để khắc phục khó khăn từng bước. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Mường Lát, đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu địa phương phải nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ, sớm dựng lại nhà cửa. Chúng ta phải tìm ngay vị trí đảm bảo an toàn cho nhân dân để có cái việc sơ tán. Kể cả tại cái bản này mà không có thì đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và trực tiếp là thôn bản phải trao đổi với địa phương, chính quyền ở bản bên cạnh để chúng ta tìm cái vị trí an toàn cho dân. Và sau đó là chúng ta phải triển khai làm ngay, ổn định đời sống, rồi sản xuất và học tập của các cháu học sinh. Tôi với các đồng chí cũng đi khảo sát và có cái vị trí sẽ ở mới tới này là sẽ phải di chuyển vào cái chỗ ở mới. Ở mới là cách bản Pọng cũ khoảng 2 cây số, và cái địa điểm này sẽ bố trí là khoảng là 6-7 chục hộ dân cư. Nhưng mà cái khó khăn chỗ này là một là cái vấn đề đất đai, các cái điểm này là một là đang thuộc cái đất, cái vùng ta đang làm cái mô hình rong giềng với là cái sắn cao sản của bà con, cũng của bà con, của dân bản Lát, nhưng mà hiện nay là cái sắn ta chưa đến mùa thu hoạch, để lấy được cái này thì là cũng là một vấn đề. Sau khi quốc lộ 15C nối lên trung tâm huyện Mường Lát được thông, nhiều đoàn xe cứu trợ đã di chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai để cứu trợ cho bà con nhân dân. Cùng lúc đó, các lực lượng cũng đã được huy động tối đa để giúp đỡ cho người dân dọn dẹp và dựng lại nhà cửa. Chúng tôi sẽ huy động tổng lực cán bộ chiến sĩ để mà xuống cùng với nhân dân, cùng với cấp ủy chính quyền ở các cái địa phương để mà chủ động khắc phục những cái khó khăn. Ví dụ như là chúng tôi trang hoang lại nhà cửa cho bà con, sắp xếp nơi ở cho bà con nó tạm thời ổn định. Mùa mưa mới chỉ bắt đầu, nhưng những thiệt hại mà nó gây ra đã vô cùng lớn. Nếu không sớm ổn định cuộc sống, tìm chỗ ở mới thực sự an toàn cho người dân vùng lũ Mường Lát, thì khó có thể dự đoán trước được điều gì sẽ xảy đến.